Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ năm ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Tây Ninh, đài An Giang và đài Bình Thuận. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký 1 like để nhận những kết quả quay thử xổ số miền Nam miền Bắc mới nhất từ kênh Mạnh Vlog 1 của mình nhé các bạn nhé.